Xin kính chào quý vị và các bạn. Sang đến hôm nay, gió Đông Bắc vẫn là yếu tố chi phối thời tiết trên nhiều vùng biển cả nước. Nhìn vào bản đồ trường gió này thì quý vị sẽ thấy được những nơi có gió mạnh là những vùng đường gió dày đặc là khu vực ven bờ, trung bộ ra đến ngoài khơi Bắc và giữa Biển Đông. Cụ thể, vùng biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Ninh Thuận hôm nay có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Độ cao sóng ở đây là từ 2 cho đến 4,50 m Thêm nữa, trời còn có mưa rông, khả năng đi kèm với lốc xoáy nguy hiểm. Tầm nhìn xa hạn chế từ 4 đến 10 km. Với khu vực ngoài khơi Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của huyện đảo Hoàng Sa hôm nay có gió Đông Bắc, cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ có sóng từ 3 cho tới 5 mét. Với huyện đảo Trường Sa thì bà con khai thác cũng lưu ý, hôm nay gió Đông Bắc cũng mạnh hơn, gió cấp 5 có lúc cấp 6, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, độ có sóng từ 2 cho tới 4 mét. Ngoài ra trời còn có mưa rào và rông rải rác, khả năng đi kèm với lốc xoáy nguy hiểm, ngập úng hay sạt lở đất, nguy cơ xảy ra cũng thấp hơn. Về nhiệt độ, nửa phía bắc miền Trung trời khá rét. Từ Thanh Hóa trở vào đến Huế, nhiệt độ sẽ không vượt quá mức 21 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào cho đến Nha Trang, nhiệt độ không quá 27 độ. Xuống tới Phan Thiết trời nắng cả ngày 30 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các diễn biến thời tiết mới nhất trong bản tin thời sự tiếp theo.